Ngày chúng ta đi Đăng Sơn Giếng Núi, mình được ban tổ chức đoàn cũng như tất cả các đem giảng viên hướng dẫn qua giáo lý Phật giáo hảo, và mình hiểu được trở về nhà mình phát tâm tu tại gia, mà Đức Thầy có câu là kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vị mà Phật chẳng chấp chẳng này thờ khắc, bởi vì ở đâu cũng Phật cũng chờ, tâm thành chí nguyện mà xem đời khó chi, bởi vì Tây Phương tuy ở cõi xa thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Nhưng mà khi mình đã quy y, tức là mình đã theo Phật, theo Thầy, nguyện quy Phật là không đọa địa ngục, nguyện quy Pháp là không đọa ngạ quỷ, mà nguyện quy Tăng là không đọa súc sanh. Đức Thầy Ngài có câu là tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo, tức là mình đã nguyện cùng Phật dứt duyên trần cấu, lóng nguồn chơn Phật tiếp chẳng cho, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà ngày sau chẳng mắc. Hay là thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thốt mê đồ thường phóng quang minh. Thì sau khi mua bác mình về nhà, mình có điều kiện mình thượng lên ba ngôi thờ cúng để mình phụng thờ. Ba ngôi thờ quý báu này là tượng trưng cho tam giáo, là Phật, Thánh Tiên, Đông Độ lướt sang. Miền Nam Địa là phân chia đẳng cấp. Ngôi cửu quyền này mình thờ tổ tiên, ông bà, cha, mẹ, tượng trưng cho thánh đạo. Đó, bởi vì chữ cửu là 9, chữ quyền là sâu kín, chữ thất là 7, mà chữ tổ là ông bà, gồm có bên nội và bên ngoại. Nếu nói thất tổ là 7 đời là Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Kỷ, Tử, Tôn, Tằng, Quyền. Còn cửu quyền là gồm có cha, mẹ, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm và ông kỷ. Mà Đức Thầy nói là con người có tổ, có tông, học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ, hiếu chung chuyện đích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Mà mẹ cha là kẻ trọng ăn, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dường linh đơm quải mới là có chi cúng nấy vậy mà dân ơi. Ta là thân phận làm tôi phải đền, phải đáp cho rồi mới hay. Nên cây có cội mới mọc mầm xanh lá, nước có nguồn mới đổ khắp gạch sông. Con người gốc bở nơi đâu có tổ tiên trước rồi sau có mình. Nên đây là cái nguồn cội là tổ tiên, thì đây là gọi là bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông bà, hay là bàn thờ tổ tông, hay gọi là cửu quyền thất tổ, là tượng trưng cho thánh đạo. Ráng tu đắc đạo để cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Nhưng mà thờ thế nào cho đúng thì chỉ một ly hương giống như ở đây thôi, không có để 2-3 cái ly hương, vì mình để nhiều chừng nào là mình thiếu nhiều chừng nấy. Sau khi ông bà, cha, mẹ, người thân, bất cứ ai qua đời rồi, mình thờ một bên mãn tang. Sau khi 2 năm, 3 năm, 1 năm, mình thỉnh ba cái chân hương đó, mình nguyện giấy, mình đem về cửu quyền đất tổ, mình thờ chung. Nên cái ngôi nhà đại đồng tổng thể Nhất Bản tán dạng thù, mà dạng thù quy Nhất Bản, một sanh ra muôn nẻo, muôn nẻo chỉ có một mà thôi. Ở trên mình thờ tam bảo là Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi quý báu đó, 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thốt mê đồ thường phóng quang minh. Bên trái bên phải mình không có thờ thêm bà mẹ sanh, bà mẹ độ, bà tổ cô, bà thánh anh lai sát, bà cửu thiên quyền nữ, cậu quý, cậu tài, ông độ mạng đó. Mình thỉnh về tam bảo mình thờ chung, để hàng ngày mình cúng lại, mình nguyện giấy đó. Và trang trí thì hai bên mình có chân dung của Đức Thầy. Ở trước cửa nhà mình thờ ngôi bàn thông thiên là tượng trưng cho tiên đạo. Vậy thì Đức Thầy cho biết là trong tam giáo ăn cần mở đạo, trường ngoại bang phục đáo như xưa, Phật tiên dặn chuyển lọc lừa, chúng sanh gắn nhớ muối dưa hội này. Hay là Phật Thánh Tiên Đông Độ lướt sang, miền Nam Địa phân chia đẳng cấp. Đây là ba ngôi quý báu là tượng trưng cho Phật Thánh Tiên. Nên khi quý vị mình trở về nhà là mình thượng tam bảo, để rồi mình cúng lại sớm chiều,
đó. Và đặc biệt hôm nay là chuyến đi núi này, ban tổ chức đoàn chú Ba Hùng cũng như là đạo Hoàng Nhẫn và tất cả các anh em, vì thương thầy mến đạo, muốn cho toàn thể cô bác mình đi núi để trở về nhà phát tâm tu hành. Đức thầy cho biết là điều thứ 8, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Vậy thì khi quý vị đã quy y rồi, thầy cho biết qua câu là chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh, tức là cái tên họ của mình đã được ao sen báo Tây Phương đua nở mà chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Gái trai lớn nhỏ ăn cằn, chùi lao diện mặt thì gần thánh tiên, mà Tây Phương đua nở qua liên chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Thì trở về nhà mình tập ăn chay từ 4 ngày như mình đã nghe hồi chiều hôm qua rồi, phải quý vị? Có điều kiện giống như mình ăn được thì ăn càng nhiều thì càng tốt. Ăn chay mình cúng lại, mình niệm Phật, mình làm lành đó, mình giữ giới là không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và đặc biệt là 8 điều răn cấm mà Đức Thầy đã chỉ dạy đó. Sau này quý vị về nhà rồi mình thỉnh quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ mà Đức Thầy đã giới thiệu là rút trong các lực các kinh, tỳ lòng không ép làm in giảng này, thấp cao các bực chớ chày kẻ ngu người trí mà nghe thầy dạy phiên. Nên việc chi dầu quá cần cù, bây giờ mình có làm công chuyện gì thì cũng 5 giờ chiều mình cũng phải tắm rửa dùng cơm xong rồi thì mình nhân ra 10 phút 15 phút để rồi mình tập tu nguyện cầu, tức là mình cúng lại. Mà trong cái thời công phu cúng lại này, mình vừa cầu nguyện cho mình mà mình cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cho cha mẹ, cho chúng sanh, cho thế giới và cho tất cả vạn loại, không thiếu một ai. Ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa, giống như quý vị làm một cái lá đơn, mà trong cái lá đơn đó quan trọng nhất là mình nói ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa, thì cái lá đơn đó nó càng có giá trị mà nó càng hay thêm. Nên đối với Phật, mình móng tâm, mình suy nghĩ, thầy Phật hoàn toàn thấy biết. Tâm linh mắt thánh xem ba cõi, mà tánh hiển tai thần lóng bốn phang. Tây Phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Cho nên vì vậy mà quý vị, cái thời công phu cúng lại, bất cứ ai cũng vậy, nếu mình hiểu được cách lễ bái, mình đi chùa, mình đi núi, mình đi lễ Phật, người ta nhìn vào biết mình đã có học đạo, đã có quy y, và mình là cái người tín đồ đệ tử của Phật. Chứ nhiều khi một cái buổi lễ đông người, các bác mình chịu khó để ý nghe, khi mình thấy người ta cúng lại hay là cầu nguyện, có người thì chấp cái tay tuốt ở trên trán mà cây nhang, nhiều khi nó chột cái mặt bà thuyết bà ở sau nữa. Phải quý vị đó. Hoặc giả là có nhiều người, có ông nào mà nhỏ giỏi đây là cái mẫu nha, cầm cây nhang mà dơ tước đằng trước vậy nè đó, cầm cây nhang mà dơ tước đằng trước vậy đó đó. Hoặc giả là nhiều người nói chắp tay, bây giờ thôi, bây giờ sẵn đây nè, cô bác mình chắp tay vào ngực cây, mình ngồi đứng quý vị mà mình chắp tay vào ngực Phước Diêm nhìn có đúng không, không sẵn đây kiểm tra nha, nữa lâu mình kiểm tra khó khăn lắm mới có cơ hội đó. Chắp tay vào ngực đi, chắp tay vào ngực đi quý vị. Mời quý vị chấp tay vào ngực đi, rồi Phước Kim giải thích tại sao mình phải chấp tay vào ngực, mà thầy Phật dạy mình có ý nghĩa gì, chứ không phải mình chấp tay là chấp tay đâu, thấy chưa? Rồi cái đoàn này nhìn thoáng qua rất là đẹp, tất cả quý vị đều chấp tay vào ngực của hai, chấp tay vào ngực của hai, rất là đẹp nha. Vậy thì 10 ngón tay quý vị phải khép lại giống như quý vị đang chấp đó, sát vào ngực. Đây gọi là hình búp sen, còn gọi là liên hoa hiệp chưởng. Cái này gọi là phát bồ đề tâm, tức là mình mới phát tâm đó, gọi là phát tâm bồ đề hay là phát bồ đề tâm đó. Quý vị đang phát tâm, phát tâm theo Phật, phát tâm theo thầy, phát tâm theo đạo, còn gọi là liên hoa hiệp chưởng. Cái này gọi là phát bồ đề tâm.
Tức là mình đã phát cái tâm thiện, phát cái tâm lành, đã hướng về Phật. Hàng ngày có phải là 10 ngón tay không? 10 ngón tay này mình cào, mình bư, mình quào, mình xé, mình chụp, mình giật, đủ chuyện hết trơn. Đó, nó chạy theo đời, đủ chuyện hết. Bây giờ Phật nói bây giờ con muốn tu thì con mới phải nhiếp tâm lại. 10 ngón tay này là tượng trưng cho tam nghiệp chúng ta, là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nó sanh ra 10 điều ác. Sắc sanh nè, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, giọng ngữ, tham lam, sân nộ và mê si. Bây giờ là đã phát tâm thiện rồi, nên gọi là liên hoa hiệp chưởng mà phát bồ đề tâm. Tâm là, tâm là chỗ này là tim nè, mà tâm cũng là chủ thể, là chỉ cho Phật tánh. Bởi vì thầy nói là nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa. Hãy gán tâm, chẳng nói vắn dài, Phật nọ tức tâm mà tâm tức Phật, Phật tức tâm, ngoài tâm không có Phật. Nhất thiết do tâm tạo mà dạng pháp do tâm sanh, tâm sanh chủng chủng pháp danh, pháp sanh mà tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Nên quý vị phát tâm, phát tâm thiện là 10 cái ngón tay này chúng ta đã khiếp lại, không cho nó chạy theo, không cho nó tạo nghiệp nữa. Thì chỗ này thầy nói là ác trừ xong là hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn trơn Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà ngày sau chẳng mắc. Bây giờ mình có tâm thiện rồi đó, tu là tâm trí nhu mì rồi, tu hiền tu thảo dị thì cho xong, tu cầu cứu vớt tổ tông giới cho, má tánh máu hồng bất rơ. Rồi tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc dương thủy thổ chiều mơ phản hồi, tu đền nợ thế cho rồi, sao mới được đứng ngồi tòa sen. Nhưng mà chưa đủ, mới có tâm thôi, phải có chí nữa mới được. Nghe Đức Thầy nói là người có tâm mà thiếu chí thường hay bị lường gạt. Cho nên khi mình chấp vào ngực rồi, có phải quý vị quỳ xuống là mình chắp tay lên trán không? Bây giờ mời quý vị mình chắp tay lên trán giùm chung kim coi, có ai chấp chưa đúng không? Rồi 99% chấp lên trán là chúng ta lấy hai ngón tay cái mình làm trung tâm ngang mấy chân mày, không cao không thấp, ngang. Như vậy thì cái này gọi là liên hoa chủng trí, tức là người có tâm mà thiếu chí thường hay bị lường gạt, người có chí mà vô tâm đó thường hay xảo trá. Nên tu là tâm trí phải nhu mì, hay là tu rèn tâm trí cho minh mà tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao đó. Mài gom trí thì phải cho tinh cho phiếp, mới dứt tâm chằn kiếm chữ sắc không, thì Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trông chờ, sanh chúng tìm nơi diệt khổ. Nên khi quỳ thì chúng ta lại chấp tay lên trán, gọi là liên hoa chủng trí. Khi đứng mình chắp tay vào ngực, gọi là liên hoa hiệp chưởng. Lúc này mình giữa tâm và trí nó duyên thông với nhau rồi. Thấy không? Có tâm là cái tâm thiện, có trí là cái sự nhận định biết được đúng sai, chánh tà, trơn vọng phải trái. Đó, cho nên quý vị mình coi phim Tỳ Thiên á, thì tam tạng là tượng trưng cho cái tâm, từ bi hỷ xả rất là tốt. Nhưng mà nếu tam tạng không có Tỳ Thiên, bị yêu quái nó gạt. Nhớ nghe quý vị, mà nếu như Tề Thiên không có tam tạng đi theo đó, thì Tề Thiên háo háo thắng lắm, hiểu không? Đó, không kiềm chế được. Cho nên giữa tam tạng và Tề Thiên là tượng trưng cho tâm và trí của chúng ta. Vậy thì quý vị đã chắp tay vào ngực, chắp tay lên trán. Có nhiều người chắp nhưng mà cái tay bung ra vậy nè quý vị, nghe không? Mới tu mà sen nó tàn mau quá, nó nở. Đừng có gấp, chút xíu đi, mình có tu đi, tự nhiên sen mình nó nở liền. Đó, bây giờ khi mình đã chắp tay rồi, mình đứng thì là hai cái giò, nhớ là mình khiếp là hình chữ V nha. Đừng có đi cúng lại trước chùa hay là tượng Phật mà mình cầu nguyện mà mình đứng gọi là chàn hãng chê hê, hay là chân trước chân sau đó so le đó, cái đó mình chưa có được đẹp lắm. Nhớ cái tướng của mình đó, đứng là hai cái giò mình khiếp là hình cái chữ V. Rồi bây giờ mình đứng mình chắp tay vào ngực, chắp tay lên trán. Bây giờ tiếp theo cái này là mình đắc đạo nè, tức là mình đã phát tâm rồi, có tâm có trí rồi. Bây giờ tới mình lại có ai lại cho tôi coi không? Mấy ông đạo đâu chân bước ra là mẫu ơi. Anh hai, đây
mờ thấy không? Đó, tức là cái lại này, khi mình lại đó là có một điều là gọi là hạ mình cầu Phật năm dốc mình gieo sát đất, thì cái bản ngã mình nó diệt. Khi mà người diệt được bản ngã đó thì tự nhiên Phật tánh nó hiển bày. Cho nên mời anh hai mình đại diện lại đi anh hai, mình lại quỳ trước đi anh hai, mình lại quỳ trước đi, rồi đó, mình lại ngang bên trước đi anh hai, mình làm mẫu mà lại cho mọi người thấy mà, đúng rồi đó. Bây giờ mình quỳ xuống mình lại đi, mình lại quỳ nghe quý vị. Năm dốc mình gieo sát đất là hai cụ chỏ, hai đầu gối, cái chán mình đụng sát xuống dưới. Lúc này là có phải là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh không? Nè, mười ngón tay mình đang khép lại mà khi tới dưới cái đầu sen mình nó bung, nó nở ra liền. Cái lúc này mới thật sự là sen mình nó nở đó. Lại tiếp lên đây. Ngũ thể quy đầu địa. Yeah. Ngũ thể quy đầu địa. Đó, cái hoa, cái bàn tay mình bung ra, mình xè ra, thì gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, khi bản ngã mình đã diệt bỏ hết. Còn nếu như không khéo nghe, cái người mà lễ Phật đó, mình nói cái người khỏe mạnh nghe, mình lễ Phật mà mình lại chưa sát đắc, tức là mình lại phân nửa thôi đó, nhá vậy đó, thì lại như vậy đó thì chưa đúng cách. Trừ cái người mà sức khỏe kém, còn nếu như mình lại như vậy đó, quý vị thấy ai đó mà lại như vậy đó thì chưa đúng cách. Chứ những chưa đúng cách mà đôi khi còn có lỗi nữa. Pháp Đạt đó tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, đến lễ lục tổ Huệ Năng cái đầu không xé đất, tổ quở liền. Lại vốn phá màn kiêu, đầu sẽ không sát đất, hữu ngã tội liền sanh, mà vô công phước rất lớn. Vì vậy mà Đức Thầy nói là sự lại Phật nó phải trở về cái trạng thái là vốn không yên tĩnh, tức là cái trạng thái thanh tĩnh trắng lặng giữa mình và Phật đang hòa nhau có một. Sự lại Phật vốn không yên tĩnh, nhưng mà đạo cảm giao khó tính khôn bàn. Nãy tôi ở trong đạo tràng, cũng như kết chặt vào đòn Ngọc Châu, mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, có bóng tôi cũng sánh các ngài, từ chân cho chí mặt mày cúi đầu làm lễ nguyện gài quý y. Nó màu nhiệm chưa quý vị? Nên khi cái lời cúng lại của mình đó, mình đừng tưởng bình thường nghe. Thầy nói nè, thiết tha thiện tính là mình đây, câu cầu nguyện tức là câu mình đang giái đang cầu đó, mà thầy Phật đó là vui đẹp dạ thầy luống ước ao. Bởi vì khi mình hương đăng nghi ngút lễ vọng cầu đó, mới cảm lòng bá tánh nguyện từ câu chí dốc một lòng ta độ tặng, dắt chúng lánh xa cảnh mộng sầu, mà nguyện tiếng chuông lành thông các cõi, ai dè đâu có lời nguyện nếu thành tâm, nó thấu đến mười phương chư Phật. Và nguyện tiếng chuông lành thông các cõi mà thiết di địa ngục cũng nghe gành, nghe gành thanh tịnh tâm tròn sáng, tất cả chúng sanh Phật đạo thành. Đó, nó quy lực chưa? Rồi mời anh hai lại đứng nha. Còn một cái mẫu thứ hai, tức là lại đứng là dành cho người khỏe mạnh, lại như vậy là xương cốt mình nó rắn chắc nha, và có thể là tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tật. Lại đứng tức là cũng đứng y một chỗ, mình lại lên lại xuống chứ không có chạy tới chạy lui. Đó, mình giữ tư thế đứng lên. Đó, đây là tư thế lại đứng hay lại quỳ, là tùy theo, đó là lúc yếu mạnh, tùy theo điều kiện, tùy theo sức khỏe. Đó, cái này gọi là lại đứng. Xin thưa quý vị, cái sự công phu cúng lại đó, nếu mình hiểu đúng ra, rồi anh hai chắp tay vào ngực anh hai, nãy bà con đó, đúng rồi đó, chắp tay vào ngực, đây là liên hoa hiệp trưởng đã phát bồ đề tâm, tức là tâm bồ đề. Hãy nói lòng bồ đề sắc đá giám kình, cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh, hãy nôi chứ ấy mà sửa sang thờ thế. Vì chờ quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về tay, lúc huỳnh hôn đèn chí sôi đầy, tìm nẻo thẳng mới đi về cực lạc. Mà hôm nay thầy Phật xuống đây là chí toan gieo giống bồ đề, để kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương, dạy phiên những kẻ ngổ ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ăn. Đó, gọi anh hai chắp tay lên trán coi anh hai.
chắp lên trán, chắp tay lên trán, đó quỳ, chắp tay lên trán, đó, đó là cái mẫu nghe, cái mẫu này đẹp lắm nè, hoa hậu đó, đây là hoa hậu đó, hoa hậu cúng lại nghe quý vị nhớ kỹ nghe. Nhiều người chắp tay lên tứ trên đầu co giống như là đặt lờ nướng không cấm, đó, phải không quý vị đó, đó rồi nhiều khi chắp tay như vậy đó là con mắt nhìn nhìn chuyện thiên hạ. Chứ đang cúng mà còn nhìn còn nhiều chuyện là chỗ này đây, thấy không? Nhớ là chắp tay là phải lên trán. Đó, rồi bây giờ có một cái điều nữa là chúng ta cần thống nhất xây dòng. Rồi anh hai bây giờ anh ở trong của quyền cúng đi. Rồi anh xây sang bàn thông thiên. Rồi xây sang bàn thông thiên, quan trọng là cúng bàn thông thiên là cái hướng chính. Bây giờ mời quý vị xây về sau lưng là cứ nhớ lấy cái tay trái mình làm trung tâm, thấy không? Xây theo hướng tay trái. Xây về sau lưng, sau khi xong mời quý vị xây hướng thứ ba, xứng ngôn với hướng thứ ba được rồi thì tự nhiên là theo cái tay trái này luôn, và tiếp tục là theo hướng thứ tư cũng là tay trái. Nhưng có một điều, khi cúng xong đã tròn nhiệm vụ thì không cần phải xây một vòng quá xa ha. Bây giờ là đã cúng xong rồi thì cứ trở lại kỉnh lễ của quyền. Tại sao là chúng ta phải xây ngược kia đồng hồ? Vì chúng ta tu là mình đã đi ngược dòng đời, là mình đi nẻo đạo. Người ta ăn mặn mình ăn chay, đừng có nói chuyện nè. Người ta nói dai mình nhẫn nhục, người ta ham thị dục mình ăn phận nghèo, người ta đi ô mèo mình đi cầu nguyện, người ta thích nhiều chuyện mình thích tham thiền. Người ta ham tiền mình ham công đức, người ta thích phiền phức mình thích yên vui. Người ta tu lùi mình tu tiến, người ta làm biến mình siêng năng, người ta lăn xăng mình đầm thấm. Người ta ăn nước mắm, mình ăn nước tương, mình về Tây Phương, người ta thì ở lại. Đó, cái đó là, bởi vì nó là theo ta đến chốn tiên bang, đặng coi các nước hội hàng năm non. Bây giờ trước giờ là mình đi theo cái dòng đời này, mãi say xưa theo cuộc vui chơi nên kiếp kiếp đời đời mới lên xuống. Hôm nay thầy Phật ra đời, thầy kêu mình là phải thức tỉnh. Đó, quay về con đường đạo. Đó, quay về tức là nẻo giác. Vì thế mà chúng ta lại cúng lại mình xây theo cái tay trái. Rồi, cảm ơn anh hai rất nhiều anh hai. Cảm ơn hai đã làm cái mẫu cúng lại. Vậy thì cái thờ công phu, nếu mà chúng ta hiểu đúng Đức Thầy hướng dẫn nè, xả thân tầm đạo vô vi, nhiệm màu thâm diệu, nang chi mà lão bài. Cái nơi khó, nan chi là khó hiểu, mà thầy Phật lại giảng cho mình dễ hiểu. Bây giờ cầm tay, cầm hương chắp lại hai tay, rồi đưa lên trên trán, nguyện bài quy y, nguyện rồi xá xuống tức thì, cắm hương rồi cũng đứng thì thẳng ngay. Mới đọc qua lời nguyện một bài, lại luôn bốn lại tạ gài tông gia. Bàn tay lật ngửa vậy mà chứ đừng lật sắp, vì thầy đã tái sanh. Đi xa thì cũng dặn gành, bàn thông thiên cũng thiệt hành như y. Bốn phương đều đọc vị thì, cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời, sớm chiều bình đẳng chớ lơ. Thường hành như vậy nhớ lờ đừng sai. Mà ra đi để lại một bài cho trong bổn đạo hôm mai gàn lòng, tức là cái bài cúng lại để mình sáng mình cúng để mình tập tu, chiều mình cúng mình tập tu. Giống như sáng mình đã làm lễ kính viếng đảnh lễ Phật thầy, chiều mình làm lễ kính viếng đảnh lễ Phật thầy. Mà nếu như mình có mắt, thầy Phật sẽ rước mình về Tây Phương. Vì gần đây nơi cõi liên hoa, nhiều bông đã xếp thành tò sen tươi. Nguyên nhân ở dưới trần đời, nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây, ở chơi có một dàn mây bay vào. Tâm thanh sen được tư màu, khở tâm trọng trượt sen xào héo ngay. Bởi vì cõi trần tiếng Phật niệm lên, mười phương thế giới nghe gợt như chuông. Nếu ai trì trí niệm luôn qua sen, thất bảo tròn vuông nở phình. Như vậy thì thầy nói là ao sen báo Tây Phương đua nở, mà chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, gái trai lớn nhỏ ăn cần, chùi lao vẹn mặt thì gần thánh tiên. Tây Phương đua nở hoa liên, chờ người hữu phước thiện duyên từ qua. Bởi vì ngày nay một xá một quỳ, mà ngày sau được ngự liên trì muôn thu. Đó, nó quý báo chưa quý vị? Bởi khi mà cúng mà nó có ngáp nghe, cúng mà nó có bãi quải, cúng mà nó làm biến đó,
nhớ cái lời này. Ngộ lắm nghe. Các bác mình có không? Bình thường mình ngồi mình xem phim, mình xem nhạc, mình xem cải lương, hay là mình ngồi tán ngẫu từ sáng tới chiều được. Mà chuẩn bị vào công phu, mặc cái áo chàng cúng lại là nó ngáp. Tôi ngáp còn ít đó, có nhiều người ngáp tưởng đâu ai lên xác luôn đó. Ủa sao kỳ vậy? Mình không cúng thì thôi mà hễ cúng bắt đầu nó ngáp. Hoặc giả là nó làm biếng, nó bãi hoại quý vị. Có nhiều người nói đề nghi mỗi khi tôi cúng cái tự nhiên nó chán ngán. Mà không cúng thì thôi. Rồi hỏi lý do gì? Thôi trả lời cho mau, cái nghiệp nó theo nó cản trở mình. Nó cản trở mình, nó kêu mình đừng có cúng lại, đừng có hành đạo, để mình chết xuống địa ngục nó đòi nợ mình. Để mình cúng lại mà hết nghiệp sao? Cho nên mình nhớ, mình thức tỉnh nghe. Nếu như gặp trường hợp này mày ngáp phải không? Tao cúng cho mày hết ngáp luôn. Còn nữa nghe, nếu mà cúng mà đọc cứ lộn hoài đó, ai mà chấp nhận đọc lại đó là nó hết lộn. Hôm nay nếu cúng mà đọc lộn là cái thờ cúng đó hủy bỏ. Tao mày giỏi mày cứ lộn hoài đi, tao cúng cứ sáng luôn. Quý vị đang nói cái nghiệp của mình đó nghe. Đang nói cái nghiệp của mình đó. Mày mà không nhớ chính xác, mày không tập trung cúng lại, tao bắt mày cúng lại. Cúng lại đó là cúng tiếp tục. Đồng ý không? Đồng ý cho anh chàng hôm nay đi. Đó, vậy thì trong buổi sáng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng đạo Nguyễn Hoàng Nhẫn sẽ lên đây để rồi làm lễ quy y cho 45 vị đã đăng ký phát tâm. Kính mời toàn thể cô bác anh chị chúng ta đồng đứng lên. Đồng đứng lên. Cần đốt nhang không Nhẫn? Vậy đốt qua đốt nhang không? Đốt đốt nhang giùm đi. Tấm lòng thành gian chương chớ khiếp. Đức thầy cho biết qua câu là hương đang nghi ngút lễ vọng cầu, cảm lòng bá tánh nguyện từ câu. Chí quyết một lòng ta độ tặng, dắt chúng lánh xa cảnh mộng sầu. Thiết tha thiện tính câu, cầu nguyện mà vui đẹp dạ thầy luống ước ao. Xin thưa quý vị, trong cái chuyến đi núi này, ơn trên thầy Phật cũng như Đức thầy giới thiệu qua câu là thánh tiên vừa nhích miệng cười chúc mừng trần thế có người chân tu, hay là liên hoa đua nở nụ cười rước tôi lương đóng mà chào người chân tu. Gần đây nơi cõi liên hoa nhiều bông đã xếp thành tò sen tươi. Nguyên nhân ở dưới trần đời nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây, ở trên có một dàn mây bay vào. Tâm thanh sen được tư màu, khởi tâm trọng trượt sen xào héo ngay. Cõi trần tiếng Phật niệm lên mười phương thế giới nghe gền như chuông. Nếu ai trì chí niệm luôn qua sen thất bảo tròn vuông nở phình. Vì vậy mà hôm nay nhân chuyến đi núi này chúng ta nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là bắt đọa tam đồ, tức là không còn xa đọa vào ba đường ác là súc sanh, địa ngục và ngã quỷ, tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du tiên đài. Tuần đời chẳng có bao dây, nên viết một bài cho bá tánh coi. Tuần đời như pháo trăm ngòi, bá gia yên lặng mà coi khùng này. Khùng thờ ba tới một thầy giảng dạy dãy đầy gõ diệt thiên cơ. Kính thưa quý vị, và để tiếp tục chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng đạo Nguyễn Hoàng Nhẫn sẽ hướng dẫn làm lễ quy trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa cùng toàn cả quý bác hiện diện kính mến. Và hôm nay trong chuyến tham quan hành hương trên Thiên Cẩm Sơn 3 ngày, quý vị chúng ta đăng ký được 47 vị để phát tâm hướng về quy Tam Bảo, quy Phật Pháp. Và chúng tôi tin tưởng rằng hôm nay Đức Phật, Đức Thầy rất là mừng. Đức Thầy biết qua câu là thánh tiên vừa nhích miệng cười chúc mừng trần thế có người chân tu. Và trước khi chúng ta đi vào chương trình làm lễ quy hôm nay, chúng tôi xin được thông qua chương trình hôm nay như sau. Phần thứ nhất là chúng ta làm lễ nghi thức tôn giáo trong ngoài.
Phần thứ nhì là chúng ta nguyện trước Tam Bảo làm lễ quy. Phần sau cùng là phần gọi là chúng ta làm lễ nghi thức bế mạc. Chương trình đã được điêu xong. Vậy kính mời chúng ta đồng hướng về nơi phía trước bàn thờ của Quyền Xá Ba Xá. Hướng về Tam Bảo Xá Ba Xá. Hướng về chân dung Đức Thầy thành kính xá. Bên trong đã xong, kính mời xe bên ngoài. Mọi người hướng về bàn Không Thiên Xá Ba Xá. Và kính mời xe vào bên trong. Lễ trình thức tôn giáo đã qua, đến phần chương trình làm lễ quy y. Mời tất cả chúng ta đồng hướng về Hồng Ân Tam Bảo Xá Ba Xá. Và mời tất cả đồng quỳ, đồng chắp tay và hương đưa lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm Giáp Thìn. Hôm nay chúng con xin làm lễ quy y cho những người có tên sau đây: Lý Mộng Linh, Nguyễn Thị Quýt, Lâm Văn Quý, Lê Mộng Nhan, Đinh Thị Yên, Trịnh Văn Phú, Bùi Thị Thu, Nguyễn Thị Trừng, Trần Thị Điệp, Trương Thị Thơm, Phạm Thị Mai, Lê Thị Hồng, Hà Thị Nhị, Lê Thị Mỹ Châu, Nguyễn Bé Na, Tăng Thị Rồi, Nguyễn Thị Rảnh, Trần Thị Hiền, Hà Thị Nguyệt, Ngô Thị Hoa, Phan Thanh Thảo, Quỳnh Tha La, Trung Văn Ấn, Trương Thị Thặng, Quỳnh Ngọc Cách, Nguyễn Thị Nhị, Nguyễn Kim Đến, Nguyễn Thị Tẩu, Hồ Thị Tiết Ảnh, Phan Thị Độc, Dương Thị Điểm, Hồ Thị Ảnh, Trần Thị Tiết, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Bích Thủy, Lê Văn Tâm, Nguyễn Thị Liễu, Hồ Thị Liễu, Lê Thị Cương, Trần Thị Út, Đặng Thị Quỳnh Như, Trần Văn Mộng, Nguyễn Thị Trúng, Trần Thị Trí, Trần Thị Nghĩa, Phan Văn Khởi, Phan Văn Giang. Nhờ ơn Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi đồng từ bi gia hộ độ cho những người con đọc tên vừa qua đi chiến núi, chiến này về trở về nhà ăn chay cúng lại làm lành niệm Phật, tu theo giáo lý Phật giáo hòa hảo đến ngày viên mãn giải thoát. Nguyện quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đồng đứng lên. Mọi người xá một xá. Quý vị có hương chúng ta đồng thâu hương thống nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Phật đại phương phất mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cây nương đức màu. Từ bi quay lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn u sầu chẳng ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà Giáo Chủ xin Ngài chứng minh. Cấm hương đã xong, mọi vị xá một xá quỳ xuống lại tạ Đức Phật bốn lạy. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa xong, mời đồng đứng lên.
mời vị đồng kính lễ Tam Thánh Tây Phương, chính giữa Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái Niệm Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, bên phải Niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là chúng ta làm lễ nghi thức viên mãn, mời hướng về bậc thờ của quyền xá ba xá, hướng về Tam Bảo xá ba xá, đồng xá Đức Thầy hai xá. Bên trong đã xong, kính mời xe bên ngoài bàn thông thiên. Mọi người hướng về bàn thông thiên xá ba xá viên mãn. Và kính mời xe vào bên trong. Mọi người hướng về các bậc thờ bên trong thành kính xá ba xá. Và mời các bác chúng ta đồng an tọa và ngồi xuống quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.